Mời các bác cùng nghe và trải nghiệm chất âm trên uh, cục đẩy uh, V3 C1400 Và lớn cực kỳ khủng luôn Tiếp tục lên ạ Mạnh chắc Nghe trống đập rung hết cả trần nhà đấy các bác ơi Rung hết trần luôn Quá tuyệt vời dung dung hết cả trần các bác rảnh dung hết cả trần xin chào các bác quay trở lại với video tiếp theo của bên cửa hàng bên em ngày hôm nay thì các bác đẩy V3 G1004 à V1004 dòng đẩy vip của V3 dòng đẩy vip cận kề nhất luôn đây là dòng đẩy cao cấp của thương hiệu V3 không cần phải bàn cãi luôn ngày hôm nay thì lên cho bác hai quả cuối số luôn trong ngày hôm nay đầu tuần xả hàng rẻ như cho các bác nhá trước khi vào dòng sản phẩm vip như này thì em đang có hai con sản phẩm hôm nay em muốn lên thanh lý cho bác đây một con đẩy của thương hiệu BF BF Audio đấy BF Audio nhá một con đẩy này của thương hiệu à, à, một con này là con âm ly âm ly của con à, đấy dòng này là dòng Pioneer bảy tạ à, 7900 BASA 7900 các bác nhá con âm ly này thì ngày hôm nay thanh lý cho bác giá rẻ bèo rẻ như cho như tặng luôn một triệu một triệu tròn các bác nhé cho con âm ly này các bác nào mà chơi nghe nhạc thì thích thôi chứ còn nhà em này chủ yếu là quánh đẩy vang mic nên là không không dùng những cái dòng sản phẩm này khách hứa nhà em nó người ta cũng không sử dụng những cái không chơi những cái dòng này nên là bên em bán xả rẻ cho bác nhá một triệu đồng bắt đầu lấy thì alo cho em chạy vẫn tốt ngon lành nhá bên cạnh đây dòng bf 2400 một con đẩy hàng chính hãng con đẩy này thì đây khách hàng trước người ta mua này đấy người ta mua nhưng bây giờ người ta đổi sang đổi sang con đẩy khác thì bên em còn lại được một con này bf 2400 Bác nào lấy con đẩy này nhá Ngày hôm nay để cho bác Con đẩy này nó cũng rất là ngon đấy Đẩy này là đẩy BF của thương hiệu BF Nó đánh tiếng hay lắm các bác Đánh tiếng rất là hay về bán cũng tiếc Đấy để bác nào lấy để bác giá 2 triệu 9 nha 2 triệu trăm nghìn đồng một con đẩy BF Rõ là rẻ một thật con đẩy BF hàng xịn của Nhật Bản nhá Tem chính hãng luôn các bác check mã quét mã đầy đủ hết Con này trước em bán là tổng cộng con này trước bán là 9 triệu nhưng bây giờ để cho bác giá chỉ có 2 triệu 900 nghìn ô nó quá là rẻ luôn Bác nào mà ưng ý nhắc máy gọi điện ngay cho bên em nhá Bởi vì số lượng không có hạn à, số lượng có hạn chỉ có một con thôi có một con nó con này đầy đủ các chế độ đánh Bright, Citel, Barrel đầy đủ hết à, thương hiệu của Nhật Bản các bác nhé BF Audio đấy dòng VIP ngày hôm nay lên cho bác hai con sản phẩm này anh em nào chốt nhanh thì còn chậm tay thì hết nhá và đối với dòng sản phẩm VIP nhất thời điểm hiện tại bên cửa hàng em đang có đây à, V3 Ultic V1400 Plus đó, con đẩy này là một dòng đẩy là gọi là thương hiệu VIP luôn, con đẩy VIP luôn các bác nhá. Dòng đẩy tại sao nó dòng đẩy VIP? Bởi vì đây là một trong những gọi là dòng cao cấp của thằng V3 này. V3 nó có dòng V3 1400, rưỡi Nhưng mà rưỡi thì nó nhiều khi các bác lại kêu nó thừa công suất quá lại không cần thiết mà giá nó sẽ cao hơn. Nhưng đối với dòng đẩy V3 1400 thì nó lại vừa miếng các bác nhá. Giá bán công khai trong ngày hôm nay, mua hàng không cần phải đặt cọc, bán hàng bên em bán hàng đỉnh cao luôn. ấy là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam này mua bán gọi là sòng phẳng không cần phải đặt cọc riêng mua bán đẩy đẩy vang mic các thứ linh tinh các bác nhá không cần phải cọc luôn anh em mua hàng gọi là chủ yếu là bằng uy tín luôn đương nhiên sẽ có một vài bác gọi là mua hàng vớ vẩn đấy mua gọi là đặt cho chơi chơi cho vui xong rồi về bùng hàng rất nhiều đấy một vài thôi nhưng mà không phải là nhiều quá nó gọi là số ít thôi nhưng mà đương nhiên là con sâu làm giàu nổi canh đúng không các bác đó thành ra là bên em rất nhiều khi rất là bực mình nhưng mà không sao cả à, nói chung là chơi ở đây thì toàn bộ anh em đều là anh em người lớn hết các bác nhé mua hàng phải chuẩn chỉnh đúng không các bác ok nói đến đẩy v 3 v một nghìn đây là đẩy dòng vip nha các bác nhé nó chỉ thua sau dòng đẩy v ba g à, v một nghìn rưỡi thôi đấy dòng đẩy v ba một nghìn này nó là công suất một nghìn 1400 won một kênh đẩy Mỹ 1400 400 kênh rất khỏe luôn ở đây ngày hôm nay với một con đẩy V3 1400 này các bác nhá em mới đánh ở đây thôi mới đánh ở đây là một con xúc kép bắt 50 các bác nhá mới đánh ở đây là một con xúc kép bắt 50 và hai con loa full bắt 40 thôi con loa có xúc kép này là từ của nó là từ 200 từ 200 200 con này là từ 208 côn 100 các bác nhá từ 208 côn 100 đánh bay luôn các bác đánh cực kỳ khỏe luôn được chưa đối với dòng đẩy này thì các bác có thể hoàn toàn chơi là hai đôi loa full bốn 40 cộng với một con loa 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 loa, loa sub bắt 50 kép như thế này chơi ầm ầm luôn chả vấn đề gì các bác chơi rất là khỏe luôn các bác nhá Đấy con này nó hơi hơi sáng tiếng hơi sáng đèn em sẽ quay sang một chút bên này nó sẽ đỡ sáng đèn hơn đấy các bác nhìn này v 3 v một nghìn công suất một nghìn bốn trăm một kênh cực kỳ là khỏe anh em chơi gia đình chơi sự kiện anh em đi sâu sự kiện kéo kéo rất là hợp lý luôn các bác nhá v ba một đấy và báo giá sớm cho bác nhé và ngày hôm nay đối với một cục đẩy V3 v 1400 cho bác nào à, duy nhất hai bác thôi bởi vì con này em đang bán là 6 triệu 300 ngàn đồng Nhưng mà duy nhất ở clip này bác nào lấy thì để bác 6 triệu 200 ngàn đồng ở Còn trên thị trường đang bán con này là 7 triệu 500 ngàn 7 triệu 500 ngàn đồng Nhưng mà ngày hôm nay thì để cho bác giá chỉ có 6 triệu 2 thôi 6 triệu 200 ngàn đồng Rất là yêu thương cho tất cả bác luôn nha các bác nhá Đấy ngày hôm nay thì tri ân hai quả duy nhất Bác nào lấy nhanh thì còn chậm tay thì chắc chắn là không còn giá này đâu Phải giá 6 triệu 3 đấy khẳng định luôn con đẩy này thì sẽ là bao gồm là một cái nguồn nguồn xuyến đồng 220 nguồn xuyến đồng 220 và đây các bác nhìn tem mát của nó này đây các bác nhìn check mã QR này check kép thoải mái luôn hàng đây các bác này hàng chính hãng 100 cho tất cả các bác nha con đẩy này là loanh quanh là tận 16 tụ 16 tụ là 86 trường là gì đó 16 tụ lớn coi nhé toàn bộ là tụ lớn luôn được chưa tụ 15 000 mi cực kỳ là khỏe luôn rồi không cần phải bàn à, chạy mạch class hát coi nhé chạy mạch class hát mạch chạy rất là mát máy đánh rất là hay luôn đó và bốn quạt tản nhiệt đối với dòng sản phẩm này thì có đầy đủ dơ le chống chập cháy hết các bác nhá và quan trọng nhất đối với dòng sản phẩm này em thấy là gì ạ đầu tiên là chất lượng âm thanh của nó rất là hay tiếng của nó rất là dày rất là sâu tiếng bát cho ra căng mạnh cho ra chi tiết chất âm rất là hay luôn và quan trọng là tiếng của nó sạch sẽ các bác nhá máy đánh rất là sạch và tiếng kêu dường như là không có máy chạy rất là êm luôn được chưa ạ đó thì ngày hôm nay thì duy nhất hai quả ngày hôm nay thì để cho bác giá chỉ có 6 triệu hai trăm ngàn đồng thì em nghĩ đây là mức giá rất chi là bình dân các bác nhá ok chưa ạ còn phía mặt sau đây em sẽ quay qua cho bác đây đang kết nối này à bên này thì các bác thấy là em đang kết nối là ba cổng ba cổng cổng này thì là đánh súp này hai cổng này đánh loa này được chưa ạ một hai đánh loa cộng ba đánh súp à đầy đủ các chế độ từ sitel barrel À, hay bờ đánh thoải mái luôn tất cả các chế độ đầy đủ hết cho tất cả bác chơi nên là con này, này đánh rất là hợp lý các bác nhé. Ok và bây giờ thì xin phép được test thêm cho bác về một đoạn uh, check test âm thanh nữa để các bác cùng trải nghiệm về dòng sản phẩm uh, uh, dòng sản phẩm này xem cái độ chất của nó các bác nhé. Ok bây giờ thì xin mời các bác trải nghiệm thử nhá à, Phần loa trước này. Các bác nhìn thấy không? Điều khiển điều hòa rơi mà tất cả đồ đạc ở bên trên này nó rộng nó rộng hết. Tức là cái con súp này nó đánh rất là căng luôn, con đẩy này đánh thoải mái luôn, súp kép bắt 50 các bác nhá. Ok, ngày hôm nay thì lên cho bác quả đẩy gọi là siêu vip dòng đẩy V3 1400 chuyên đánh gia đình anh em đi sâu sự kiện nhỏ ok hợp lý. Đấy dòng đẩy này thì giá bán công khai cho bác rồi. 6 triệu 200 000 đồng bao ship tận nhà tặng dây rắc đầy đủ mua hàng không cần phải đặt cọc anh em nhá. Đấy ok ngày hôm nay lên cho bác toàn bộ những dòng sản phẩm ngon bổ rẻ hàng chất hàng vip để anh em lên đồ chơi Trung thu. Anh em và các bác nào đang quan tâm và yêu thích đối với những dòng sản phẩm của thằng V3 này thì sớm liên hệ ngay bên em nhé. Bác nào đang quan tâm và yêu thích uh, clip này thì nhớ để lại bên em xin một lượt like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo đón nhận sớm những video từ bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.